Rồi, hello quý chị, hello cả nhà ha. Bữa nay ngày 25 tây tháng 8 ha. Trại bò Phong Party xin kính chào anh chị nha. Đó. Thì trước mắt con chị bữa nay em lên cho con chị mình là hai bộ mẹ con nha. Hai bộ mẹ con ít tiền. Đó, nhanh nhanh một để quét nó ồn một. Đó, rồi hen thì hai bộ mẹ con ít tiền nha cả nhà. Một bộ là ôm con ngé đực và một bộ ôm con ngé cái ha. Thì trước khi xem cho cô anh chị cho em một like, một đăng ký nha, có động lực em làm video nhiều tí của anh chị mình nhé. Đó, giá cả cực yêu thương luôn. Đó, đây mẹ con nè, đây là bộ mẹ con cái nha cô chú chị ha. Và đây là bộ mẹ con cái đực. Thì bộ mẹ con cái đực này em đo con mẹ chiều cao nó là 1m 25-26 bò ha. Còn con bộ mẹ con cái nè, em đo chiều cao nó là 1m 36-37 bò. Em đo ở sau thương khu hết nha cô anh chị. Đó thì anh chị cô chú gần xa nhu cầu mua cứ nán cái phút mình theo dõi ha, em sẽ quay cụ thể chi tiết cho cả nhà mình xem. Đó, giá cả cực kỳ yêu thương của anh chị ơi. Đây thì không có làm mất thời gian của anh chị mình nữa ha. Bộ mẹ con nghe đợt này nè là bán cho cô anh chị ha, mất gì quay bán lại ha, là bán giá công khai của anh chị là 21 triệu nha, 21 triệu. Còn bộ nghe con nghe cái nè, để em đuổi nghe nó đi uống nước này cả nhà. Đi đi con, đi 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 đi. Đó, còn bộ mày con nghe cái nè cô chú chị, bộ mày con nghe cái thì con nghe này tầm con xin lỗi nhà để em báo cụ thể là ha, bộ mày con nghe đực là con nghe mới đẻ nay khoảng tầm 2 tuần nha cả nhà, 2 tuần nha, nửa tháng á. Còn bộ mẹ con nghe cái này thì chiều cao em đã báo mẹ rồi, còn con nghe cái này ha thì em báo tháng tuổi tới tầm 2 tháng tuổi nha cô chú anh chị, 2 tháng tuổi ha. Bộ mẹ con nghe cái này bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn là 22 triệu ha, bao ship cho cô chị mình về tới nhà hết. Đó, giá cả cực kỳ thương. Thì quý cô chị mình có nhu cầu mua bộ nào thì cô chị nán ít phút lợi cô chú anh chị xem ha, em sẽ quay cụ thể chi tiết cho nha. Đó thì trước tiên em báo luôn, em đang có chuyến đi Mỏ Cày, Trà Vinh, Vĩnh Long. Đó, hiện tại đang có chuyến đó, còn cánh bên đây thì là Tiền Giang, Long An, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước nha cô chú chị, Đắk Lắk và Đắk Nông luôn nha. Đó, thành phố với Dũng, Bà Rịa Vũng Tàu với Đồng Nai ha. Đó, anh chị cô chú gần xa có mấy cái tiếng đó, nằm trên những tuyến đường đó, cứ alo em sẽ xếp sớm cho con chị mình ha. Mấy con bò về đích, mấy con bò con nó hót cả nhà, dơ chứ không phải gì hết ha. Dơ nó hót, dơ kiểu em chuồng, em lu bu, em không có tắm rửa thường được ha. Rồi, để không làm mất thời gian con chị nữa, vào nội dung chính hôm nay ha. Em sẽ quay bọn mẹ con nghe được trước nha. Đó, mẹ được nè, mẹ xái lưng tròm nha cả nhà. Đó, xái lưng xái tròm nằm trên cung được. Đó, mặt miệng chậu phía sau ăn uống cực kỳ giỏi nha, mát sữa nó, sữa lạnh lùng luôn. À, vú móm nè, 5-6 vú nè cả nhà. Đó, rúng miếm sùng sình lệch bệt luôn ha, nghé nè, nghé mới đẻ 2 tuần nó chạy sữa nè cô chị ha. Bóng đây sẵn em quen nghé mà, nghé anh đi nè. Đó, thương không, nghé đực nha cả nhà, nghé đực nha. Đó, chân cẳng giống mẹ lắm, nên mà ảnh giống mẹ cái nên anh điểm mi nha cô chú chị. À, mắt bên kia, mắt này không có, mắt bên kia điểm mì. Đó. Đây, rồi em sẽ quay cụ thể hai bên cho cả nhà xem đi, qua con. Đi, thì đó với những mẹ bò mà có đẻ rồi như thế này thì em sẽ bao lò lú cho con chị mình trong vòng 3 tháng hết nha. Đó, con mẹ điểm mì nha con chị. Nè, chân cẳng móng rất là ngon nha cả nhà. Bò này mẹ con này thì em có quay rồi nha cô chú chị, em quay rồi, em quay em bán 21.500.000 nhưng mà do lý do thì cả nhà biết rồi đó, tên mạng mà 3 sình 4 sọp thì gọi điện giao không bắt máy thành là mắc duyên, nên em quay em bán là 21 triệu nha. Đó, bán lỗ luôn, bán xả thu hồi vốn luôn nè, nghe nè cả nhà thấy ha, nghe 2 tuần rất là sòi nha cả nhà. Bò này nói chung là bao dạng, bao cột dèo. À, ăn thả lô xô hay là thả đồng gì cũng thoải mái, ok hết, nói chung dạng lắm cả nhà, dạng 100% nè cả nhà thấy.
bò rất là dạng ha. Rồi em qua mẹ thứ hai nha. Thì đối với hai con bò này là lứa đầu hết nha cô anh chị ha. Bộ cái cũng vậy, bộ đực cũng vậy, mẹ con là lứa đầu hết đây. Sái đầu nè, con này thì sái rất nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị ha. Đó, sái đầu nè, mặt nè, miệng chậu hay sâu ăn uống cực kỳ giỏi nha, chân cẳng móng nè, rất là ngon nha cả nhà. Cả nhà thấy nè. Đó. Chân cẳng nè, vú nè. Cả nhà thấy vú không? Bốn vú đều rang nè. Bò thơ vú đẹp hết trơn cô chú anh chị ha. Đó. Đây. Đó, cực kỳ. Trò đứng im nè. Chân cẳng ha, chân cẳng móng sò ha, chân đứng thẳng hết cô chú anh chị ha. Ơi con bò ăn mẹ này bên đây nó cũng có điểm mì luôn cô chú anh chị. Ha, đó. Thì bò có tật lỗi gì em sẽ quay báo cho cô chú anh chị mình hết ha, điểm mì. Nói chung hồi xưa á, hồi đó thì kỹ. Còn giờ thì cái bộ kem 3B này kia nọ xong mấy cái đó thì không thành vấn đề nữa nha. Còn anh chị nào ví dụ như mà muốn kỹ thì cho qua giùm em kiếm, để đợi kiếm con khác ha. Đó, mẹ này cao lắm nha, mẹ này cũng tàn nhì vậy cô chú chị nè, lưng đóng mấy nghé mà hổm là em quay mà mấy nghé 4-5 con á, nó hót cô chị, dơ cái mình bò ta đó. Đúng, cũng cạn cạn, nói chung bò ít tiền nha cô chú chị, đồ thì nó đáng tiền nào của nấy nha cả nhà. Đó, nhưng mà bò này thì nó đáng thì mình gầy lại không có ít tiền. Nói chung thì cả nhà thấy nè, tướng tá cũng rất là ngon nè, tướng tá rất ngon, bỏ ít tiền thì nói chung là nó giờ nó xa cạ, nó ngang hơn thịt một chút xỉu à. Cả nhà thấy ví dụ như hai con mẹ này đi, tiền thịt nó giờ cũng như tầm 15-17 triệu rồi đó, thì nó ôm con nghé nữa, con nghé mấy triệu nữa, thì nói chung là nó lấn thịt cũng chút xỉu, chứ khi không mà nói mà ngang với thịt thì không đúng luôn chú chị nè. Cả nhà thấy nè, đó mẹ con vậy đó. Để em quay sang lấy hai cái hình cái đó. Đó, đấy nè, đó các nhà thấy nè, em đang đứng xa là 5-7 mét luôn cô chị, cô chị để thấy đó ha, 7 mét luôn đó, cực kỳ ha. Rồi. Rồi em sẽ quay cụ thể nghé cho nhà mình xem ha. Cả nhà thấy nghé tướng sang không? Nó không giống mẹ nó nha. Mẹ có điểm mi mà để con nghé không có bị nha cả nhà. Đó, chân cẳng nè, lưng nè, đóng luôn. Giống mẹ hay cao ráo, xương to, cao mình ống ảnh ha. Bò này cũng khá sữa của chính trực, nghé cũng nụ, nghé cũng ú ha. Đó. Mẹ con hết bài. Đây. Đó, cô chú anh chị thấy ha. Đối với bò anh Trại là có chích ngừa đầy đủ cho mình hết rồi nha cô chú anh chị nha. Viêm da nổi cục, lông mồm, lông móng, trụ huyết trùng cho mình hết rồi. Cô chú anh chị cứ an tâm với phần đó nha. Nè, đầu cổ nghe rất ngon. Hồng mẹ con nói chung hai bộ giá yêu thương. Này mà có câu lô cao su, cỏ nhiều vậy cô chú chị, mùa mưa nè. Có nhiều cô chú chị về mua về cô chú chị thả quên quên bự lắm cô chú anh chị ha. Quên hai ngán bị chán, còn hai mẹ mình cấy lại. Rồi hen, thì clip cũng dài cô chú anh chị theo dõi hen. Tiếp tục ban bò chữa hen, em sẽ lên tiếp tục ban bò chữa cô anh chị mình xem hen. Anh chị có nhu cầu mua bò gì cứ alo hen. Đó. Rồi hello anh chị, hello nhà hen. Thì bữa nay là tiếp tục cái video hôm nay hen, thì em lên cho cô chú anh chị tiếp tục là ban bò chữa nha. Ban bò chữa này là bữa là em có quay rồi cô anh chị, bữa nay em quay lại ha, mất duyên hết ban bò chữa cô anh chị, có con bán rồi có con chưa bán ha. Thì bữa nay em quay lại cho cô anh chị mình, em bán lấy cái duyên lại, lấy lọc lại nha cô chú anh chị. Có quan tâm, có nhu cầu muốn mua thì alo chốt giùm em, còn anh chị nào mà không có nhu cầu, không muốn mua thì thôi bỏ qua giùm em con khác nha, chứ đừng có mà chốt rồi hồi tội nghiệp lắm em lắm cả nhà. Tối mà cô chú anh chị chốt rồi cái có khách khác em không có bán được, mà sáng cô anh chị đổi ý cô chú anh chị hồi tội nghiệp cho em lắm nha cả nhà. Đó nên cô chú anh chị mình cân nhắc, ví dụ như mà quyết định mình chốt thì mình chốt giùm em, chứ mua bán tội nghiệp cho tụi em lắm nha. Đó thì không có làm mất thời gian cô anh chị mình nữa, em sẽ
báo giá công khai ba con bò chữa hết nha cả nhà, 3 tháng lưỡi hết nha. Đó thì bò này đó là chữa 3 tháng lưỡi hết, em bao chữa cho mình 100%, bao khám hết nha. Đó, ba con này tổng thể chiều cao nó em đo là ngang ngửa nhau là 1m37, 38 bò hết nha cả nhà. Con trong là 1m39, 40 luôn. Đó, con đó đó. Đó, còn hai con này thì 1m37, 38 à. Nhưng mà em báo là 37, 38 hết cho anh chị mình dễ chọn lựa nha. Thì bò hiện tại là con thứ nhất này nè, con chú anh chị ha, đang ôm chữa là lứa thứ hai ha, con chú anh chị ha. Còn con thứ hai nè, con giữa nè, đang ôm chữa là lứa thứ ba, thứ tư gì đó. Bữa của nhà nói mà em quên, em có cái clip rồi em quay á. Rồi con trong nó cũng chữa lứa thứ hai nha cô chú anh chị ha. Đó, thì bao chữa, bao ăn lưỡi, bao khám 100% cho mình hết. Và em bao lò lúa cho cô anh chị mình trong vòng 3 tháng hết nha. Đó thì lời nói trước đầu tiên thì em đang có chuyến đi Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Củ Chi, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Sài Gòn và Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai nha cô anh chị ha. Những cái tiếng đó anh chị có em sẽ ghép sớm cho anh chị mình nha. Đó thì không có để mất thời gian của anh chị nữa, em sẽ báo giá công khai cho anh chị mình nha. Thì con bò chữa này, theo qua con đi 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 đó. Con chữa số 1 này cả nhà, em quay sơ rồi hoặc em sẽ quay cụ thể chi tiết cho anh chị mình xem ha. Thì bán giá công khai cho anh chị, bữa bò này bữa em bán giá 24.5 nè, nay em mất viên em bán bớt 500, lấy viên lại lấy lọc lại cho con chị mình ha. Rồi con này cũng vậy luôn, bán mất viên lấy viên lấy lọc lại 23 triệu nha. Đó, và con này cũng vậy, con này cũng 24 năm, nay bán mất viên lấy lại ha, bớt 500 lấy lọc lại cho con chị mình ha, bán phá vốn thua vốn ha, 24 triệu ha. Rồi em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho cả nhà mình xem ha. Bò thì nói chung con này không đẹp đó con chị, ba bò này ba bò vip nha. Đó, bò cực kỳ vip. Rồi em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho cả nhà mình xem ha. Rồi con đầu tiên à, mặt mày đẹp thấy ghê không cả nhà thấy nè, đầu cổ ha ok nghiêm chỉnh ha, sáng tức đẹp rất là đàng hoàng nè cả nhà thấy nè, trên cẳng móng nè ha. Đó con như thế thấy nè, đó cực kỳ vip nha. Rồi con thứ hai đây, sái tích đồ nghiêm chỉnh đó nè, em quay xa xa cho cả nhà mình thấy ha, tướng thế đứng như thế nào, bò sùng sình ha, sái tích là nghiêm chỉnh nha cô chú chị ha, sái mặt nè, sái lưng rất là đẹp đàng hoàng hết nha. Đó bò khá là đẹp. Bên tại em mà báo cho anh chị bò vip thì đây còn đến đến. Con này sái lưng hơi cao nha cô chú chị ha, cả nhà thấy nè, đó lưng đứt một đít luôn, chân cẳng móng là rất là ngon ha. Đó chân cẳng cả nhà thấy nè, bốn chân kiền thú hết nha cả nhà, miệng chậu khỏe sâu ha, bốn liếm sùng sình vú đen thui ha, chân cẳng móng nè. Theo qua con đi, bao cho chữa cho cô cho chị mình hết nha. Đó nè, đầu cổ nè, chân cẳng nè, vip viềm vip luôn nè ha, tướng tá là cả nhà coi, bốn chân kiền khú hết nè ha. Em đang đứng xa 5m nè cả nhà, đứng nằm xa 5m mới thay quay thấy hết được cái hình con bò, chứ gần là quay không hết được cả nhà, bị nó quá bự quá cao ha. Cả nhà thấy nè, đang đứng 7m nè, đối với mấy con bò đó đẳng là 7m ha, chân cẳng rất là đẹp, rất là khéo ha. Đây qua xua con nè, cả nhà thấy nè, em quay hai ba bên ha, cả nhà mình tua đi tua lại xem giùm em ha, thích con nào thì cô chú anh chị cứ chọn lựa con nấy nha. Đó bò rất là đẹp nha cả nhà, ba con bò này đều lắm nè, coi cả nhà thấy nè, đó tướng tá đứng hết hải hồn không đó, cô anh chị mình thấy á, thu ra không nè cả nhà thấy ha. Đó cái mấy cái hai cái mục này là bị áp xe, chích nó bị áp xe nha cô chú anh chị ha, cái bò hoàn toàn là không có gì hết nha, không tật lỗi gì hết nha cả nhà. Đó, chân cẳng móng rất là khéo, rất là đẹp. Đó. Đó, cả nhà thấy nha. Đó. Cửa này, cửa nó quạt. Đó, chân cẳng rất là đẹp, cả nhà thấy nè.
bò ngoài sáng ống ánh luôn. Cô chú anh chị theo mình thấy á. Nghe thấy nè, trời ơi, ba bò VIP. VIP phim VIP luôn nha cô chú chị. Đây nè, em đang đứng xa là 10 mét nè cô chú chị. Ha, đó. Đây. Bò khá đẹp. Nói chung giá cả có từ con hết nha cô anh chị. Thì anh chị nào ưng con bò nào, chở nào thì cô anh chị cứ việc tua đi tua lại xem giùm em ha. Đó. Tiền nào của nấy nha cô anh chị. Đó. Giá cả cực kỳ yêu thương. Đây, chân cá không rất là ngon. Rồi hen, thì clip bên em quay cũng dài. Em kết thúc clip video đây ha. Cảm ơn anh chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ trại trong thời gian qua nha. Đó. Đại cảm ơn cô anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip ngày mới tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt cô anh chị.